không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Đúng vậy, đích thật là Tri Thu đang bị giam trong nhà lao. Cả sự việc thế nào vậy hả? Tri Thu đã phạm tội gì chứ? Để ái ngụy tạo giấy phép muối giả tới lấy muối ở kho muối quan, bị bắt tại trận. Bị phạt thế nào, bồi thường tiền hay là phải ngồi tù? Nếu đền phải đền bao nhiêu tiền? Ta bán cầm mượn để thu gom tiền cho ngươi. Căn cứ luật lệ Đại Minh, tội ngụy tạo và buôn bán muối lậu là bị xử trảm. Hả? Vì mấy tờ giấy mà đọc phải rời khỏi cổ sao? Có nghiêm trọng thế vậy không? Có phải Quỳnh đã nhớ lầm chứ? Chính bởi vì sợ bản thân của mình nhớ lầm, cố tình ra tra rõ lại luật lệ của Đại Minh. Trong đó viết rõ ràng giấy phép muối trà là giấy phép uy tín của quốc gia. Người ngụy tội sao bị xử trảm? Dù là người chỉ tội cũng được thưởng 50 lượng. Nhưng Tri Thu nó không biết pháp phạm pháp đâu. Hành vi ngụy tạo lừa gạt là hành vi to gan lỗ mãng. Rốt cuộc toàn bộ sự việc là thế nào? Nó nói có một người bạn hữu có chuyện gấp phải về quê, có 3 tờ giấy phép muối đang đợi bán ra. Hắn còn đồng ý bán một tờ cho Tri Thu với giá 80 lượng đó. Tri Thu còn mượn thì có ta để gom góp cho đủ. Ta cũng đã xem qua lời khai rồi, Tri Thu cũng đã nói vậy ở bên Thuận Thiên Phủ. Đây vốn là sự thật, Tri Thu không có nói dối. Ta tin là Tri Thu không có nói dối, nhưng mà mấy cái tờ giấy phép muối đích thật là giả đó. Theo như Huynh nói thì từ đầu mấy tờ giấy phép muối đã là giả, giống là người bằng hữu của Tri Thu lừa gạt nó. Dạo gần đây có tin đồn có rất nhiều giấy muối giả lừa gạt tiền bạc khắp nơi. Nếu như quan phủ cũng đã biết rồi, vậy Tri Thu cũng là người bị hại, vậy có nghĩa là vô tội. Cô nói đại ấy là người bị hại, chứng cứ đâu? Ta nè, ta có thể làm chứng. Cô là tỷ tỷ của đại ấy, không có ai tin lời khai của cô đâu. Nói lâu vậy rồi Huynh có cách nào để cứu nó hay không? Trừ khi bắt được hung thủ thật sự, nếu không Tri Thu khó mà thoát tội. Vậy thì đi bắt đi. Bắt người là việc của Thuận Thiên Phủ, hình bộ chúng tôi chỉ phụ trách tội phạm mà thôi. Nhưng mà hiện giờ cũng coi như là làm sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện rồi. Tôi sẽ kêu thuộc hạ để ý hơn nữa, có tin tức gì sẽ báo cho các cô ngay. Đại nhân ạ, hiện giờ ta có thể... Cô muốn đi thăm Tri Thu phải không? Đi Nhân. Tri Thu. Tri Thu. Tỷ tỷ, qua tỷ. Đệ có sao không? Đệ không có lừa gạt, đệ bị vu oan đó. Tỷ tỷ biết là đệ vô tội, xấu xa nhất là người bằng hữu đó của đệ, nhất định là hắn gài bẫy hãm hại đệ. Ba tờ giấy phi muối đó là Trần Đại Xuân bán cho ta. Các người muốn bắt thì cứ bắt hắn đi, uổng công đệ tin tưởng hắn như vậy. Bên Thuận Thiên Phủ đã phát họa chân dung, không lâu nữa nhất định sẽ bắt được. Phải, vì phía nhà môn phải điều tra trong bao lâu, khi nào tôi mới được thả ra ngoài. Mọi thứ đều phải xem tình hình đã. Đệ ráng nhìn chút đi, tỷ tỷ suy nghĩ cách cho đệ. Bảo Di Nương và Quy Công quen biết nhiều người, không chừng có thể thăm dò được tin tức người bằng hữu đó của đệ. Nếu đi đệ gặp được hắn, gặp lần nào đánh lần đó, cho tới lúc hắn giao lại hết toàn bộ tiền. Tiền bạc là vật ngoài thân, quan trọng là đệ không có chuyện gì. Cũng đã khuya rồi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Sao nhanh vậy? Không phải chỉ còn là một mình Tri Thu ở đây có sao? Có Thủ Thành ở đây, ảnh sẽ coi chừng Tri Thu, cô không cần lo lắng. Yên tâm đi, ở đây có ta mà, không có ai ăn hiếp nó đâu. Tỷ tỷ, chị cũng đã mời sồi về nhà nghỉ ngơi trước đi. Đệ đang hoàn chính trực, không có làm sao có chuyện gì được chứ? Đệ sẽ sớm trở ra mà, yên tâm đi. Đệ sẽ không ở trong này lâu, sẽ sớm có thể trở ra ngoài. Hắn đợi cô được nửa canh giờ rồi, có nói gì cũng không chịu đi. Nói là bất luận thế nào cũng phải gặp cô. Được rồi, ta sẽ giải quyết. Ây da, bà đại tổ. Ây, gặp được cô là tốt quá. Tại sao là Bân Tân phải đích thân giao hàng tới tận phủ vậy? Ồ, không có, ta chỉ đi ngang qua thôi. Bộ nghiên mực và xuyến chỉ giang này, tất cả đều là hàng thượng hạng không à. Bạch lão gia thiệt là biết chọn quá. Tiếc là Bạch lão gia đi xa chưa có về, nếu không nhất định sẽ yêu thích lắm đó. Nếu mà để cho ông biết được hộp này trị giá hơn 28 lượng thì ông sẽ cười không ngớt miệng. 28 lượng? Được, ta sẽ nói lại với lão gia, khi nào ông về sẽ trả tiền cho ông. Bạch đại tẩu, làm như vậy ta rất khó xử. Thông cảm chút đi lão bản tân. Hả? Để ta trả cho. Đây là 28 lượng. Cảm ơn. Vậy lần sau ủng hộ tiếp ha. Tiêu Anh, chuyển khách. Mời bên này. Lạc Dương đã đi về quê tìm lão gia rồi, mấy hôm nữa sẽ cùng nhau trở về kinh thành. Ta sẽ sớm có thể trả lại tiền cho ngươi. Cứ xem như là tiền mừng đi. Trước đó cô nói cô thu tiền rất mắc, nhưng chưa tính với ta. Và cho người lạ trong nhà lâu ngày cũng không tiện. May là đứa bé đã ngủ, nếu không nghe tiếng khóc của nó sẽ phiền lắm. Được, số tiền đó coi như là tiền mừng mà ta giúp cho Tố Tâm.
Cảm ơn. À, đúng rồi, không phải ngươi nói là đợi sau khi Tố Tâm sanh xong thì sẽ báo quan để tìm người nhà của đứa bé à? Mấy hôm trước ta đã mang cây trâm tới Trân Bảo Tế để điều tra. Họ nói sao? Họ nhận đó là hàng họ bán, nhưng bán ở tiệm bên Giang Nam. Ông chủ đã gửi thư đi điều tra, sớm muộn gì thì cũng sẽ biết thân phận của đứa bé. Nếu đã là vậy thì đợi tới lúc có tin tức rồi mới báo quan. Dù sao thì nó ở đây cũng lâu rồi, ta nghĩ cũng không gấp. Ừ. Bạch lão gia cũng sắp về rồi, về chuyện đứa bé này cô định nói với lão gia thế nào? Ôi, ta không có nghĩ tới điều này. Trước khi chưa biết rõ mọi việc, ta nghĩ cô không cần phải nói cho ai biết. Cũng đúng. Gần đây có một nơi bỏ quan, chúng ta sẽ nói đứa bé đó bị dân bỏ quan lại, thấy nó đáng thương nên đã lụm nó về. Đây cũng là một diệu kế. Cứ quyết định nói vậy đi, tới chừng đó đừng để mỗi người nói mỗi khác. Ừ. May mà hôm nay có cô giúp đỡ, nếu chỉ có mình ta cũng không biết làm sao xách được nhiều đồ. Hôm nay tiểu thơ giống chủ tưởng đi du ngoạn hồ rồi, không cần tới mùi hầu hạ. À phải, không phải mặt đại nhân thân với hoa tỷ lắm sao? Sao tỷ còn phải tốn tiền mua đồ vậy chứ? Mặt đại nhân không nhận thôi, nhưng mà bên dưới hắn còn có rất nhiều người, hơn nữa không ai che lễ vật nhiều, chỉ cần trai thu được đối đãi đàng hoàng trong đó, ta tốn nhiều tiền cũng đâu có sao. Ừ, vậy tỷ đoán coi khi nào trai thu mới được thả ra? Ta cũng không biết, tạm thời chắc là không có chuyện gì, chỉ là lỡ như tiệm không thấy cái tên lừa gạt trai thu thì trai thu sẽ khó mà thoát được tội danh. Ấy là cậu thằng bà. Cậu thằng bà Ánh Hà, bó một quẻ cho ta đi. Trì Thu nói thế nào? Nó còn ở trong nhà lao. Bó một quẻ cho ta để coi lần này Trì Thu có vượt qua cửa ải này không. Là quẻ nan an. Vậy là sao? Mà ít rủi nhiều hả? Quẻ nói hoa nở trong mưa, số mạng gặp trắc trở, tốt hơn là hãy ngồi đợi trời quang đãng. Trời quang đãng? Vậy có nghĩa là không sao? Bệnh tật khó tránh, làm gì cũng không được như ý, tri thu khó vượt qua cửa ải này lắm. Cầu thần bà cầu giúp chúng tôi đi, cầu thần linh phù hộ giùm tôi, phù hộ tri thu nó các nhân thiên tướng vượt qua ải này, tốn bao nhiêu tiền ta cũng trả. Cô có tiền thì nên cất giữ lại đi, bây giờ tri thu đang gặp chuyện, cô nên dành giùm số tiền đó để dùng khi cần thiết. Cầu phước cũng không nhất định phải sử dụng tiền, tâm thành sẽ linh, tâm chính sẽ bình. Vậy có nghĩa là sao? Cô hãy chọn một ngày, 3 bước 1 lại, 10 bước 1 quỳ. Cứ quỳ lại như vậy cho tới hoàng giác tử ở ngoại thành. Một lòng đức tin, ông trời sẽ nhìn thấy ngài. Ngày mai ta sẽ đi liền. Ê, khoan đã. Cô tuổi con gì? Ta tuổi con ngựa. Tuổi ngựa? Người tuổi ngọ bị tương xung với ngày mai, không thích hợp để bái tế cầu phước. À, đợi tới ngày mốt đi. Còn phải đợi nữa hả? Ta cũng chỉ dựa theo sách mà thôi, có những việc không thể vội vàng được. Ủa Tiểu Mạn, tìm gì vậy? Dì Bảo, ta muốn hỏi coi làm sao đi đến Hoàng Giác Tự. Hey, ta biết cách đi tới đó nè. Đi bằng cách nào? Đi cũng tới hả? Cậu gì? Cầu nhân duyên à? Ây giờ, ta chỉ là đi cầu phúc cho Tri Thu dùm cho Hà Tỷ. Cầu thần bà nói chỉ cần 3 bước 1 lại, 10 bước 1 quỳ. Cứ làm vậy cho tới Hoàng Giác Tự thì có thể hóa giải tai nạn. Vậy tại sao Ánh Hà cổ không tự đi? Hôm nay tinh xíu của cổ bị tương xung, ta định là đi thay cho cổ. Những việc này phải làm càng sớm càng tốt. Dì Bảo sẽ cho cô đi sau. Sáng sớm ta thức dậy đã rửa hết nhà xí, cũng phơi xong hết đống đồ. Ta làm xong hết những việc của ngày hôm nay rồi. Hay đừng hỏi nhiều, huynh còn chưa nói làm sao đi tới Hoàng Giác Tự. Dễ thôi mà. Cô ra khỏi cửa quẹo phải, cứ đi thẳng theo con đường lớn, băng qua cái cầu Độ Quyệt rồi quẹo trái, đi thêm khoảng 2 canh giờ nữa thì sẽ tới. Nhưng mà vậy, lúc nãy cô vừa nói cái gì mà 3 bước 1 lại, 10 bước 1 quỳ? Dứt giả vậy cô chịu nói hay không đó? Lúc nhỏ ta thường chạy nhảy khắp nơi, không có thành vấn đề. Tại sao tiểu thơ lại thức sớm như vậy? Coi chừng quắt trúng người ta đó. Thiệt là ngại, không làm cho cô giật mình chứ. Nếu có người thì người lớn chuyện. Bây giờ thì không làm cho Tân Nguyệt cô nương giật mình nữa rồi. Bộ vui lắm sao? Ta không hứng thú để coi mấy trò kỹ của ngươi. Tránh ra. Tiểu Mẫn, sơn móng tay cho ta. Tiểu thơ, móng tay của cô vừa mới sơn chưa được bao lâu, màu sắc còn tươi lắm. Ta muốn sơn màu khác, có được không? Được, nhưng mà có chuyện em muốn. Muốn gì cũng được, cô Hồng nghĩ tới. Chuẩn bị ngay. Đúng thật là trên trời có gió mưa thất thường mà. Quỳnh còn ở đó chế giễu. Hôm nay đi không được thì bữa khác đi đi. Phúc của cô thì sẽ là của cô, không phải của cô thì có cậu cũng vô ích thôi. Vì tại những trò chơi của huynh đã làm cho tiểu thơ nổi giận. Nè, trò của ta thì có vấn đề gì? Chỉ là cậu không biết thưởng thức thôi. Huynh tài giỏi như vậy, hay là huynh biến ta đi để ta có thể đi tới Hoàng Giác Tự.
biến cô đi thôi mà, dễ như là chở bàn tay. Huynh có cách. Cái gọi là có tiền sẽ điều khiển được ma quỷ. Huynh muốn hối lộ tiểu thư, nhưng mà ta không có nhiều tiền vậy đâu. Tốn rất ít thôi, một thỏi bạc là đủ rồi. Lúc nãy đã khiến cho Tân Nguyệt tiểu thư thấy không vui. A sủ ta cố tình ở đây để tạ lỗi với cô. Lại muốn bị diễn những trò chơi của người à? Bổn cô nương không hứng thú. Nhưng mà tên của trò chơi này là thuật trồng vàng đó. Trồng vàng? Nè, ở đây ta có một chung lấy báo vật. Ta có thể biến một đồng tiền thành hai đồng tiền từ đây. Đương nhiên là thiệt rồi. Cái chung này nhất định có cơ quan có thể đặt đồng tiền vào trước. Cô nói như vậy có nghĩa là có hứng thú muốn xem rồi. Nếu xem xong không sắc sảo, ta sẽ biểu ríu chà đạp ngươi. Nè, đây chính là chung báo vật. Mọi người nhìn cho rõ nha, tuyệt đối là thật, không có cơ quan. Thật sự là muốn tìm một đồng tiền để cạo gió cũng không có đâu. Wow, mọi người tụm lại với nhau náo nhiệt như vậy đang làm gì đây? Đang làm cái gì hả? Sử ca nói là biểu diễn thuật trồng vàng. Một đồng tiền có thể biến thành hai đồng. Hả? Không thần kỳ tới vậy chứ. Nè, biến thử coi coi. Mở to mắt mà nhìn cho rõ nha. Ở đây có một đồng tiền, tuyệt đối là thật đó. Hả? Ta biến. Wow, có hai cái này kìa. Biến một cái thì có gì hay ho. Biến được một thỏi bạc thì ta khen là người tài giỏi. Quả nhiên Tân Nguyệt cô nương có yêu cầu cao quá đó. Thế nào, làm khó người quá hả? Chủ ta là biến không thành có, là một cao thủ bách biến, có cái gì mà làm khó được ta chứ. Nhưng mà vậy, nếu muốn biến ra một thỏi bạc thì không có đơn giản vậy đâu. Đợi lát nữa ta sẽ bỏ đồng tiền vào chung báu vật này, sau đó sẽ học thần chú bùa phép, ít nhất cũng phải tốn 4 canh giờ lận đó. Lâu quá vậy. À, hay là chơi mã điếu trước đi. Vừa chơi vừa giám sát ta, vậy thì không sợ tao chơi ăn gian rồi hả? Nói tới tay của ta thiết nữa. Dù sao buổi sáng cũng không có khách, cứ chơi thử đi. Được, để ta coi cái chung dự báo này của ngươi ghê gớm tới cỡ nào. Cửu, mau đi lấy mã điếu ra. Dạ, đi. Dọn dẹp đồ đạc, hôm nay không sơn nữa. Dạ tiểu thư, vậy em vào trong làm cho xong công việc. Đi, đừng làm ồn với ta. Xin ông trời phù hộ cho Tri Thu phước lớn mạng lớn, sớm được thả ra, quá hung thành kiết. Nè tiểu muội, wow, cô đã đi đâu vậy hả? Suốt cả buổi chiều không thấy đâu. Tiểu thư tìm ta. Cổ tìm cô nhiều lần lắm rồi, mà qua đó coi cổ tìm cô có việc gì.
Cô thì sướng rồi, thắng đúng nhiều rồi, như thắng vậy. Quá đi. Tiểu thư, người đã đi đâu? Cô kêu em đừng có làm ồn cô, cho nên em hôm nay nghe đúng là không có phước. Không nhìn thấy ta đại sát tam phương, giận mặt của ta tốt lắm, thu tiền tất cả mỗi tài. Không biết có phải là sợi dây giải máu mà lần trước người cho ta phát hiệu lực hay không. Ta hết xui rồi. Vậy thì hay quá. Còn nữa nè, sủ ca đó đúng là nói được làm được. Một đồng tiền biến được sáu thỏi bạc. Sáu thỏi bạc? Không phải là một thỏi bạc thôi sao? Nè, các cô đừng có nhiều chuyện nữa, trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Nè nè nè, mau thay y phục trang điểm, chuẩn bị tiếp khách đó nha. Dạ biết rồi. Đi mau, đi. Vậy ta đi ngủ một lát. Ngươi vào nhà bếp kêu người chuẩn bị chè tổ yến để lát ta thức dậy ăn. Dạ. Sao rồi? Cúng xong về rồi hả? Hôm nay thì là cảm ơn huynh nhiều. Tiện tay giúp đỡ thôi mà. À phải, tiểu thư nói là huynh biến được sáu thỏi bạc, có thiệt không? Bộ máy trò của ta có giả được sao? Nhưng trước đó đã nói là chỉ cho một thỏi thôi, bây giờ sao lại biến nhiều? Tiểu thư của cô giỏi vậy, không lấy lòng cổ một chút thì làm sao thuyết phục được cổ chứ? Tiền đó ta sẽ trả lại cho huynh, nhưng trả từng ít một có được không? Được rồi, ta cũng không cần gấp. Thì không biết phải cảm ơn huynh thế nào mới được. Nếu như cô lấy thân đáp trả thì ta cũng đồng ý chấp nhận đó. Huynh nói gì chứ? Quả nhiên mùi hương nữ nhi ngất ngay lòng người. Trả đó qua lại cho ta. Cảm ơn không chỉ nói bằng cái miệng đâu. Đó hoa vàng nhỏ này coi như chút thành ý của cô đi. Cảm ơn nhiều. Nè, uống đi. Dạ. Cơm canh đạm bạc đừng khách sáo, xin cứ tự nhiên. Hay à, ta không mời mà đến thì làm sao mà khách sáo với cô chứ. Hoa tỷ à. Cảm ơn người đã đem bánh chưng tới đây thì đúng hơn. Ê, ta chỉ là mượn hoa cúng Phật. Muốn cảm ơn phải cảm ơn đồng hương của ta. Mỗi khi cô hát bánh đều chừa cho ta một phần. À đúng rồi, lúc nãy ta cũng đem một ít quà cho lũ phu nhân. Mà đại nhân à, huynh chăm sóc cũng rất là chu đáo. Hai mẹ con họ cũng coi như là sống như ngày tốt lành rồi. Ta đã khiến cho cổ khổ đau nhiều như vậy, ta chỉ cố gắng bù đắp lại thôi. Hiền ngày tháng tốt lành không phải ai nấy có phúc hưởng. Huynh coi Tri Thu và Ánh Hà thì biết. Vụ án đó điều tra thế nào? Về phía nhà môn chưa có bắt được người. Ngày nào chưa có tìm thấy Trần Đại Xuân thì tất cả lời nói của Tri Thu là những lời nói khoác. Sau khi gạt tiền đương nhiên là chạy trốn rồi. Chẳng lẽ còn đây ngu vậy sao? Có cách nào giúp cho hắn hay không? Ngụy tạo giấy phép muối là tội chết, không phải là chuyện nhỏ đâu. Tuy có chút ghê gò, nhưng mà ta tin chắc ông trời sẽ không nhẫn tâm bắt người vô tội phải chết quan. Cô nói vậy là vì cô chưa thấy người ta bị chết quan. Ê, mọi thứ đều nói chứng cớ mà. Phạm đại nhân phụ trách thẩm án lần này thanh minh cả đời, ta tin chắc ông sẽ làm việc theo pháp luật. Phạm đại nhân, có phải là Phạm Hạc Linh đại nhân? Cô cũng biết ông hả? Phạm đại nhân có chút qua lại với lão gia, mỗi năm đều tới phủ chúc mừng vào ngày thọ của lão gia. À, nếu lão gia chịu ra mặt để nói rõ chuyện này với Phạm đại nhân, có lẽ sẽ giúp được Tri Thu đó. Đây cũng là một phương pháp, nhưng sắp xét xử rồi, nếu muốn vậy thì phải nhanh lên. Lão gia mà trở về, ta sẽ kêu lập tức viết lá thư cho Phạm đại nhân. Trong triều có người sẽ dễ làm việc hơn, có lẽ là có cơ may đó. Tàu đến bến bờ tự nhiên sẽ thẳng, dù quanh co thế nào cũng sẽ có đường để đi. Mọi người nói lâu vậy chắc cũng đói rồi đúng không? Đồ ăn nguội hết rồi, có thể ăn trước hay không? Thịt dê tươi ngon quá, quên ăn thử đi. Nếu không thích ăn cay thì chấm chút tương bả đi, ngon hơn. Tương đậu bả này ta mới mua lần đầu, nếu ăn thấy ngon thì lần sau mua tiếp. Bẩm nương nương, dân phụ Hoa Nhị Hồng đã được dẫn tới. Dân phụ Hoa Nhị Hồng tham kiến quý phi nương nương. Bình thân, tạ ơn nương nương. Nhị Hồng, mau tới đây ngồi đi. Nhị Hồng à, cô nhìn coi, mùi vị của món tứ sắc ngọc lộ đoàn này cũng ngon lắm. Bổn cung biết cô thích ăn món ngọt, cố tình gọi cô vào cung để thưởng thức chung với bổn cung. Wow, quả nhiên đẹp sắc sảo đó. Vẫn chưa ăn lại khiến cho người ta chảy nước miếng. Dân phụ khấu tạ quý phi nương nương. Nè Bình thân, tình bạn giữa cô và bổn cung khác với những người khác, chỉ một món ăn thôi mà, cô làm gì phải đa lễ vậy? Ngồi xuống đi. Hả Nhi Hồng? Lần này nhờ có cô đã chăm sóc tận tâm, sức khỏe bổn cung mới có thể hồi phục nhanh chóng như vậy thôi. Nương nương điều dưỡng bồi bổ điều đặn, bây giờ da dẻ rất là mịn màng, phong thái tính khí tốt hơn lúc trước nhiều. Nương nương an khang là trách nhiệm của dân phụ. Có chuyện gì vậy không? Có gì cứ nói thẳng đi. Thứ lỗi dân phụ to gan. Hôm nay gặp mặt, tuy rằng sắc mặt của nương nương kiều diễm, nhưng vẫn không che được nếp nhăn, không biết là tối qua bổn cung ngủ không được ngon nên tinh thần có chút mệt mỏi đó. Có phải tối qua sấm chớp mưa bão, hoàng trưởng tử hoảng hốt sợ hãi, nương nương phải dỗ về suốt đêm nên nghỉ ngơi không đủ?
Người mà bổn cung phải kề bên suốt đêm không phải là hoàng nhi, mà là hoàng thượng. Hoàng thượng? Nửa đêm hoàng thượng bị tiếng sét làm giật mình, không thể ngủ yên, nên gọi bổn cung tới bầu bạn vào nửa đêm, trò chuyện cả đêm, cho nên không ngủ một đêm, nên có chút mệt mỏi. Từ nhỏ hoàng thượng đã như vậy rồi, những lúc có chuyện khiến cho người bất an đều bắt bổn cung bầu bạn kề bên thì trong lòng người mới an tâm được. Hoàng thượng và nương nương có tình cảm sâu nặng, người ngoài rất ngưỡng mộ. Kể từ khi nương nương hạ sinh hoàng trưởng tử, hoàng thượng càng sủng ái nương nương hơn, cách ngày lại truyền gọi gặp mặt nương nương. À, bổn cung chỉ lo nói, đã quên hỏi cô thích ăn loại nào. Bốn loại đều đẹp mắt, nhị hồng loại nào cũng muốn ăn, thật tình khó lựa chọn lắm. Lan Dung à, cho người chuẩn bị thêm một phần, để lát nữa cho nhị hồng mang về ha. Dạ nương nương. Nhị hồng chỉ khen ngợi thôi, nương nương không cần phải. Tình bạn với ta và cô, lẽ nào còn phải tính toán với những món bánh này. Dì Hồng cảm ơn nương nương. Lục công công, hả? Thấy không khỏe à? Ờ, có lẽ là lúc nãy vô uống nước nhiều quá cho nên ta... Dì Hồng biết đường ra khỏi cung, nếu như công công có việc phải làm thì có thể đi trước. Dì Hồng cô quá như là thông minh lanh lợi, chẳng trách nương nương lại xem trọng cô như vậy. Nè, đi thẳng bên kia, cô tự đi đi nha. Ừ. Quá nhị hồng, hoàng hậu nương nương có việc muốn gặp cô. Dân phụ hoa nhị hồng tham kiến hoàng hậu nương nương. Sức khỏe của muội muội thế nào? Khải bẩm hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương được chăm sóc chu đáo, phụng thể an khang. Bổn cung cũng biết rất rõ, có thể tới bầu bạn ở Càn Thanh cung thì sức khỏe chắc chắn khỏe mạnh không sao. Ngươi và muội muội đã trò chuyện cả buổi, đã nói gì với nhau? Dân phụ may mắn được quý phi nương nương ban thưởng cho một ít bánh ngọt. Chủ đề xoay quanh thức ăn. Nương nương có hứng thú với thức ăn của dân gian như vậy hay sao? Trừ ăn ra thì sao? Nương nương đang hỏi cô đó, qua nhị hồng hãy trả lời mau. Hả? Dân phụ và quý phi nương nương chỉ nói về những chủ đề bình thường, nói đông nói tây, dân phụ không biết là hoàng hậu nương nương muốn nghe về chuyện gì. Qua nhị hồng to gan, nương nương hỏi cô còn hỏi nương nương lại. Thôi đi, có lẽ qua nhị hồng có duyên với muội muội, đối với bổn cung thì lại không có hợp, cho nên mới không chịu tiết lộ. Dân phụ ngu xuẩn, xin nương nương tha tội. Khó khăn lắm có người tận tâm vì muội muội như vậy, có tội gì đâu chứ. Bánh ngọt là của muội muội thưởng cho ngươi, là bánh kim tiền hay là bánh tương tư đây? Khai bẩm hoàng hậu nương nương, là tứ sắc ngọc lộ đoàn. Loại bánh này là ngự thiện của hoàng thượng làm, bổn cung và hoàng thượng chỉ thưởng thức được mấy miếng. Ngươi lại có lộc ăn như vậy, xem ra muội muội thật lòng đối xử tốt với ngươi. Đã nghe loại bánh tứ sắc ngọc lộ đoàn này được khắc họa tinh xảo từ lâu, Ngọc Trâm cũng rất muốn mở rộng tầm nhìn. Ngọc Trâm, sao ngươi bất cẩn quá vậy? Xin nương nương tha tội. Chỉ dính có một chút bụi dơ thôi, nô tài nghĩ qua nhị hồng sẽ không có ngại đâu ha. Dạ không sao đâu, không sao. Không ngại thì ăn một cái đi, để coi mùi vị có bị dơ bẩn làm ảnh hưởng tới không. Thế nào, có phải cái mà muội muội thưởng cho ngươi cũng ngọt như vậy không hả? Khải bẩm hoàng hậu nương nương, dạ ngọt y như vậy. Khởi giá hồi cung. Lão già. Lão già về rồi. Ồ, con à. Trên đường có bình an không, cha có mệt không? Ê, không mệt. Không ngờ bộ xương cốt già dặn này của ta mà vẫn còn khỏe mạnh quá trời. Đi đường xa như vậy mà không cảm thấy mệt. Tiểu Anh à, vô trong lấy thông nước ra cho lão già rửa mặt. Dạ. Ê, Lạc Dương,
bệnh của mẹ người thế nào? Nhờ hậu phúc của lão gia và thiếu phu nhân, mẹ tiểu nhân không có trở ngại gì. Lúc tiểu nhân không bên cạnh, đại ca đại tẩu sẽ chăm sóc cho bà. Vậy ngươi khiêng hành trang vào trong nhân tiện nghỉ ngơi. Dạ thiếu phu nhân. Hỷ Diệp công tử. Bạch lão gia. Ôi, Diệp huynh đệ khỏe không vậy? Sống ở đây có quen không hả? Không thành vấn đề. Hôm đó cũng may nhờ có người đánh bại cái đám sơn tặc. Nếu như không thì cái mạng già này của ta cũng không thể nào giữ được. Đại ơn đại đức này không biết phải báo đáp như thế nào. Bạch lão gia đã quá lời rồi, nên làm vậy mà. Diệp huynh đệ, hành hiệp trưởng nghĩa, làm việc tốt cũng không có để ở trong lòng, thiệt đúng là rất hiếm có. Còn nữa, ngươi đừng có đi vội, chúng ta đã lâu không có gặp rồi, phải tụ họp mới được, có biết không? Hả? Được. Tại sao nghe được tiếng khóc của em bé vậy? Dạ đúng, ở trong nhà đúng là có một đứa bé ở đây. Tại vì hôm đó lúc con lên núi hái thuốc nhìn thấy con đứa bé bị bỏ rơi, con thấy nó tội nghiệp quá cho nên mới bồng về đây đó. Tụi con đã hỏi thăm khắp nơi vẫn không kiếm được người nhà, con nghĩ chắc là bị người dân đói bỏ rơi. Ở dọc đường ta cũng gặp rất là nhiều người bị đói, tình trạng cũng rất là thê thảm. Thiếu phu nhân, đứa bé thức rồi nè. Lúc nãy nó khóc hả? Ngoan, đưa lão gia coi đi. Lão gia. Tương phùng coi như là có duyên, gặp nhau chưa chắc là không có nguyên nhân. Nếu mà con đã tới Bạch gia của chúng ta, sau này thì chính là người một nhà rồi, có biết hay không? Ngoan 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 ngoan. Để coi coi. Ngọc thiền tiên, ngọc bản tiên. Còn có nghiên mực nữa, 28 lượng, thiệt rất là đáng giá. Dạ đúng rồi lão gia. Trước khi cha đi, cha đã để ngân phiếu trong hộp tiền, có đúng hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà tới lúc con muốn lấy ra dùng thì ngân phiếu đã mất hết rồi. Đúng đúng đúng. Trước khi cha đi đó thì cần một ít tiền để xài, cho nên đã lấy đi rồi, lại quên nói cho con biết. Thì ra là vậy, làm con sợ muốn chết. Con tìm hoài vẫn không thấy, con nghĩ có khi nào bị người ta ăn cắp, lại nghĩ không biết có phải rớt ở đâu không. Thảm nhất là không có tiền xài, làm cái gì cũng không thấy tiện. Cũng tại vì ta hồ đồ. Có phải là con cần tiền để xài không? Lấy xài trước đi. Thật ra nếu lão gia đi lâu như vậy chưa về thì trong nhà chắc cũng đủ chi tiêu rồi. Đúng, sao cha lại nhả hứng chơi lâu tới như vậy? Không phải cha đi chơi đâu, cha đi đòi lại tiền ruộng đất đó. Tiền ruộng đất từ nào tới giờ đều do thúc công lão gia phụ trách, mỗi nửa năm sẽ cho người đem tới kinh thành cho cha, sao lại bắt cha đi đòi? Thì chính là quá ngày rồi mà còn chưa nhận được, ta mới đi đòi thôi. Ai ngờ hắn ăn hết tiền ruộng đất của chúng ta luôn kìa. Có chuyện vậy sao? Lão gia chúng ta để báo quan. Tuy là hắn dông ơn bội nghĩa, nhưng mà gia đình của chúng ta cũng biết mất mặt mà. Chỉ là vì ruộng đất thôi mà động tới công đường, ô nhục thành danh lắm đưa. Vậy không phải thúc tông lão gia đó lợi quá rồi? Thì hết cách thôi. Nhưng mà cũng may chúng ta còn một chút tiền để dành, thì nhất định là không có ảnh hưởng tới vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Dạ. Lão gia, Lạc Dương đã dọn dẹp xong hành lý, mấy quyển sách này có phải của lão gia hay không? Hả? Ê, tại sao có hai quyển giống nhau quá vậy? Có phải có một quyển mua cho cha của con không? Hả? Chắc đúng. Vậy con thay mặt cha cảm ơn lão gia trước. Chỉ là một quyển sách thôi, không cần phải khách sáo như vậy. Lão gia, có chuyện này con muốn nhờ lão gia giúp. Chuyện gì? Lúc trước con có nghe lão gia nói Phạm Hạc Linh đại nhân đã từng là môn sinh của lão gia lúc ở Quốc Tử Giám. Đúng vậy. Đệ đệ của bạn con bị người ta gạt, mua làm giấy phép muối giả. Dùng giấy phép muối giả hả? Tội đáng xử trảm đó. Thì bởi vậy chưa bắt được người mà đã gạt đệ. Bây giờ đệ đệ của cổ phải chịu hết mọi tội danh. Vậy thì con muốn cha giúp người đó như thế nào? Quan điều tra lần này là Phạm đại nhân. Nếu lão gia có thể viết một lá thư giải thích rõ ràng mọi chuyện với Phạm đại nhân, có lẽ sẽ được xử nhẹ hơn. Nếu như mà chịu tội quan thật thì nhất định ta phải giúp. Nè, con hãy kể chi tiết tình hình cho ta nghe trước đã. Dạ được lão gia. Ăn cơm nè. Ơi, cảm ơn. Nè, cảm ơn. Ê nè nè, tại sao hắn có đồ gà còn ta toàn là cải xanh không vậy?
Đơn giản, người ta trả tiền nên được ăn thêm đồ. Người trả nổi thì muốn ăn heo quay cũng có. Người có không? Ăn được thì ăn đi. Làm giả giấy phép muối là tẩu chết đó. Ta đâu có gạt ai. Là ta bị người ta gạt. Ta cũng đâu có giết người. Tại vì người đó tự đụng vào cái đao của ta thôi. Nhảm nhí. Nhờ. Ăn cơm chưa vậy? Chưa. Sao lấy đồ ra lau chùi? Mai tới hình trường à? Phải. Vậy thì tốt. Quynh sẽ tới nhà tỷ tỷ đệ ăn cơm mà. Sáng tiện nó với chỉ giùm đệ. Đệ không ăn được gà nữa. Kêu chỉ được có phí tiền. Không biết bếp trưởng ở đây làm gì. Đùi gà thấy ghê luôn. Đổi qua thịt quay không biết có tốt hơn hay không ha. Nếu nhớ thì nói. Wow, nhiều dụng cụ quá ha. Nè, cái cây lớn nhất thô nhất dùng làm gì? Dùng tri hình. Wow, một bộ nhiều đau như vậy. Cái cây Quynh đang lao là kim gì? Dùng khi lăng trì. Đây là kim lăng trì. Ồ, để đó nghe qua linh trì. Loại hình phạt mà cắt từng miếng thịt trên người của tội nhân ra có đúng hay không? Wow, phải dùng nhiều dao thế vậy hả? Dùng để cắt thịt nhỏ. Có loại dùng để cắt lớn. Có loại dùng để móc thịt. Hoặc là lột da. Chỉ là lóc thịt thôi, chia nhiều cái dao như vậy thì là quá phiền phức. Tùy theo tội mà tra hình. Cho dù phiền cũng phải làm nghiêm túc. Là sư phụ của Quynh chỉ Quynh đúng không? Là con người thì có sinh lão bệnh tử. Sự trải nghiệm này không cần người dạy. Hỏi có vài câu làm như hiểu biết lắm vậy. Đệ cũng có đi học mà. Đầu Nga Quang của nó tới linh trì 120 đao có đúng không? Có người từng bị phán 3.000 đao. 3.000 đao? Làm sao mà lóc thịt được? Khó lắm chứ. Dù lóc nhỏ như vậy cá cũng không thành vấn đề. Một đao đã đau đến chết rồi, còn 3.000 đao nữa. Quá tàn nhẫn. Người đó bị tội gì mà phạt nặng như vậy? Giết cha giết mẹ hay là bù phản? Không cần biết bị tội gì, nhưng phán chết thì phải chết. Đệ tin làm trời có mắt. Làm sao mà có nhiều vụ án hoang mạng như vậy? Cho nên để biết là nha môn sẽ điều tra rõ chân tướng sự việc, sẽ bắt được tên xấu xa đó để thả đây ra. Không có làm nhất định sẽ không sao. Biết nghĩ vậy thì tốt. Nè, Quynh nhớ nói với tỷ tỷ của đệ. Đệ sắp ra ngoài rồi. Lúc đệ được thả chỉ phải làm một con gà mập cho đệ ăn đó. Chào phu nhân. Lão già có ở trong phòng hay không? Lão già ra ngoài bẩm mình rồi à. Rõ ràng lão già nói sáng nay giết thơ giùm ta mà. Có cần tướng nhân ra ngoài gọi lão già về hay không? Vậy thì không cần, ta vô chuẩn bị mực trước. Đợi lão già về là giết định ngay. Ủa, thì ra đã giết xong hết rồi. Hình bộ Hà Nam thanh sử tư đại nhân chứng giám, cũ di chi vũ thời thiết hướng huynh, kính di phúc thể an khang, chư sự như ý, di chúc di tùng, yến đào viên hào kiệt tam kết nghĩa, trảm hoàng huynh anh hùng thủ lập cống. Tam quốc chí diễn nghĩa. Sao lại viết nội dung của tiểu thuyết này trong đây chứ? Người ta nói đại thế thiên hạ, phân cũ tất hợp, hợp cũ tất phân. Đã xảy ra chuyện gì với lão gia? Hả? Bạch lão gia không giúp được à? Ta xin lỗi. Có phải do Bạch lão gia không hiểu rõ tính tình của Tri Thu, hay là đích thân ta tới gặp ổng giải thích thêm, có thể ổng sẽ suy nghĩ lại? Không phải là lão gia không giúp, chỉ là ổng ổng không thể giúp được. Ý gì vậy hả Hoa? Sao không thể giúp được chứ? Anh Hà đừng làm khó Hoa nữa. Trên quan trường người thi qua trên gấm dốc thì rất nhiều, còn người ra than khi tức rơi thì rất ít. Bạch lão gia đã rời khỏi quan trường lâu vậy rồi, người đi thì trà nguội lạnh, có nhiều chuyện lực bất đồng tâm. Xin lỗi nha Hoa. Đừng nói vậy, là ta chưa hiểu rõ mọi chuyện, đã cho cô một tia hy vọng. Con đường này đi không được thì đi đường khác, không cần lo lắng gì đâu. Có thể nhờ giả người nha môn kêu họ cố gắng tìm Trần Đại Xuân đó trốn ở đâu. Không cần cô nói, ta cũng kêu họ cố gắng rồi. Nhưng mà biển người mênh mông, nếu như hắn muốn cố trốn thì khó tìm được lắm. Vậy phải làm sao đây? Ta còn một chút tiền để dành. Người ta nói là tiền có thể giải quyết mọi thứ. Có khi nào có thể hối lộ một chút để họ tha tội không? Cô muốn hối lộ? Chuyện này lớn lắm. Cho dù có ngân lượng phải tìm đúng đường đúng người nữa. Người này cũng phải có mối quan hệ rộng mới được. Đúng rồi, ta nghe lão gia nói tính tình của Phạm Đại Nhân có vẻ như ổng không phải loại người chịu nhận tiền hối lộ. Cho nên mới phải tiếp cận từ mặt khác. Người này tốt nhất là hoàng thân quý tộc mới có thể nhúng tay vào chuyện này được.
ta biết là ai có thể giúp được. Tri Thu, Mặt đại nhân, nhà môn đã điều tra kỹ rồi, chứng minh là đệ hoàn toàn không có lỗi, đệ có thể đi. Có phải bắt được tên Trần Đại Xuân đó không? Nói chung chuyện này đã điều tra kỹ rồi, chứng tỏ là không liên quan tới đệ, đệ đừng có quan tâm nhiều nữa. Ờ đúng đúng, tốt rồi, cuối cùng điều tra rõ ràng, mọi chuyện được giải quan. Có phải tỷ tỷ của đệ cũng biết đệ được thở? Đã cho người thông báo với cổ rồi. Bây giờ chỉ đang tới đây hả? Cổ nói là phải đi tạ ơn thần linh, không đánh rước đệ được, đệ tự đi đi. Thì tỷ tỷ lại đi thắp nhang tạ ơn thần linh, tốn tiền không cần thiết. Con dặn ta đưa đệ đến Nhất Phẩm Lầu ăn một bữa ngon để mà xả xui. Được, đệ bị nhốt ở đây nhiều ngày, bây giờ quá đói luôn. Thường Lộc à, đi uống một ly đi. Hai người đi đi. Đi đi, dù gì huynh cũng chưa có ăn gì mà, đi chung đông vui một chút có đúng không? Đi đi. Hì, còn nghĩ là có thể giúp được tỷ tỷ chuột thân sớm, để tỷ có thể rời khỏi Yên Hồng Cát một cách quang minh chính đại, sống cuộc sống mới. Hì, không ngờ bây giờ không làm được gì hết. Để có thể suy nghĩ vậy là tốt rồi, coi như rút kinh nghiệm đi. Để còn trẻ mà, còn nhiều cơ hội, mai mốt nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện. Thì chỉ tiếc là tiền dùng để mua giấy phép búa giả cũng do tỷ tỷ cho mượn. Mặt đại nhân ạ, quên nói thử coi bây giờ có thể lấy lại được hay không. Thật ra ta cũng không rõ tình hình cho lắm. Đệ không có sao, không có đồng nghĩa với cái việc mà chắc chắn là bắt được họ. Cho dù là bắt được họ cũng chưa chắc là sẽ được trả lại ngân lượng đâu. Tiền bạc là vật ngoại thân, đối với tỷ tỷ của người, người không bị gì mới là quan trọng. Thì mọi người từ từ ăn nha, để ra ngoài nói tiểu nhị gói vài món về cho tỷ tỷ. Nè tiểu nhị à. Dạ. Sao ngươi không nói rõ với hắn? Anh Hà đã dặn rồi, phải giữ Tri Thu lại, đừng có để đệ ấy về Yên Hồng Cát quá sớm. Không lẽ ngươi nghĩ tiếp tục gạt hắn là tốt sao? Nếu không làm vậy thì sao? Không lẽ nói với đệ ấy là đệ ấy không sao, không phải vì bắt được họ, mà tỷ tỷ tốt của đệ ấy chịu hết giùm đệ ấy sao? Mạc đại nhân, về nướng nè. Ừ, để xuống đi. Cái người khách hồi nãy nói hắn muốn gói đem về, tự nhiên thần sắc của hắn thay đổi, rồi hắn bỏ chạy ra ngoài rất nhanh. Xin hỏi có cần gói đem về không? Cần ly. Nè đại nhân cứ thoải mái đi ha, nhớ chiều đãi cho tốt. Ê Tri Thu, người không sao chứ? Được thả ra thì tốt, yên tâm rồi. Tỷ tỷ của ta đâu? Lúc nãy ta thấy nhìn thiếu giờ. Không phải là hắn lại tới hành hạ tỷ tỷ của ta chứ? Đâu có, đâu có. Chắc chắn tỷ tỷ trên lầu 2. Ê nè, đừng có lên Tri Thu. Ráng chịu đau một chút, thoa thuốc này lên, vết thương sẽ rát lắm. Ta có thể chịu được. Sao lại có người nhẫn tâm mạnh tay như vậy chứ? Chỉ cần Tri Thu không sao, đau cái nào ta cũng chịu được. Cái tên Dinh thiếu gia đó đúng là quá đáng mà. Chỉ cần hắn có cách kiếm người giúp ta thả Tri Thu ra, hắn ta quá đáng tới mức nào ta cũng không quan tâm. Con mau đó thuốc giùm ta, chút nữa Tri Thu qua về không được để nó phát hiện đó. Đệ cô đừng nhúc nhích nữa, sẽ ảnh hưởng tới vết thương đó. Đệ của tôi nhìn thấy hết rồi, bây giờ nó đau buồn lắm, tôi phải tìm nó mới đừng. Được. Ta với Tương Mãn sẽ đi kiếm Tri Thu. Cô bị thương như vậy không đi được, ở đây chờ tin của chúng tôi. Cô nhất định phải tìm nó giùm tôi nha. Được rồi, cảm ơn. Mình đi cô. Đi qua tiệm. Đi mau đi. Tri Thu đã về đây hả? Đúng, Tri Thu đã biết Dinh thiếu gia đánh Ánh Hà. Bây giờ hắn đâu? Giờ không biết, Hà tỷ rất lo lắng, kêu chúng tôi bằng mọi giá phải tìm được Tri Thu về. Tri Thu manh động như vậy, ta sợ đệ ấy sẽ có chuyện. Đừng nói giờ nữa, chúng ta chia nhau đi tìm đi. Xin hỏi bác có nhìn thấy một người thanh niên trẻ rất cao bỏ đi một cách tức giận không hả? Không có. Tri Thu, Tri Thu, xin lỗi, ta nhìn lầm người. Thế nào? Không có, mọi người thì sao? Kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy. Nó đi đâu rồi? Không biết có bên Thường Lục có phát hiện gì không?
là ta đi. Bu Tài, ta phải báo thù giùm cho tỷ tỷ. Bu Tài, ngươi định xông ra một mình sao? Để quân quan tâm, để ta sẽ huynh lại cản đệ. Nếu không phải do huynh cản, đệ đã đánh chết tên đó rồi. Người đánh hắn hay hắn đánh người, cho dù có bị họ đánh chết, đệ cũng phải báo thù giùm tỷ tỷ. Tại huynh chưa có nhìn thấy, hắn đánh tới tỷ tỷ của đệ rách da rách thịt, đệ bắt hắn phải trả ra một giá. Bây giờ ngươi mới tỉnh hả? Mắc mới gì tỷ huynh? Đệ báo thù giùm tỷ tỷ, mắc mới gì tỷ huynh? Báo thù? Thế chị ngươi bị thương chưa đủ sao? Muốn cổ đau khổ nhiều hơn à? Huynh nói cái gì hả? Cả tay ngươi đánh còn không lại, làm sao đánh hắn nổi? Nếu cứ để cho ngươi manh động thì máu mà tỷ tỷ của ngươi đổ coi như là uổng công phí sức. Ngươi đòi đi báo thù, ngươi đi đi. Nhưng mà ngươi hãy nhớ kỹ, đánh người bị thương phải vô tù. Chừng đó tỷ tỷ của ngươi vì muốn cứu ngươi lại bị người ta tra tấn và đổ máu nữa. Ngươi muốn như vậy à? Phải không? Dìm thiếu gia đang ở đường kế bên, muốn tìm hắn ta mặc kệ ngươi, ta không cản người nữa. Trầm mặc lặng ngàn lý chỉ đâu, một phát chạm đã thuyền mây mù, mù lại đi cảm xúc, bất kinh sợ, tiến trình đâu bất kiến hữu quy. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.